Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Xây dựng chính quyền, chuyên mục Đại biểu Nhân dân số tháng 10 năm 2023. Trong chuyên mục kỳ này, sau phần điểm tin hoạt động nổi bật của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ là phản ánh của phóng viên chuyên mục về việc nâng cao hiệu quả công tác chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân và giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân, hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân về triển khai thực hiện đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường, quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Cuối chuyên mục, chúng tôi giới thiệu một số nghị quyết đã được thông qua tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 23 tháng 10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 chính thức khai mạc tại Hội trường Diên Hồng. Trong 22 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng của đất nước. Tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023 và năm 2024, đồng thời xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ, kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công. Về công tác lập pháp, kỳ họp dự kiến thông qua 9 dự án luật, xem xét cho ý kiến đối với 8 dự án luật khác. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trước khi diễn ra kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật trình tại kỳ họp. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành lấy ý kiến tham gia đối với 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo gồm Luật Căn cước Công dân sửa đổi, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đây là những dự án luật có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, đoàn cũng đã lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Tòa án nhân dân sửa đổi. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tham gia góp ý nhiều nội dung liên quan đến các quy định, việc đảm bảo quy phạm văn bản của luật. Qua đó, giúp cho các dự thảo luật được hoàn thiện hơn trước khi trình tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức phiên họp liên tịch giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thống nhất thời gian và nội dung kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phiên họp đã thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 12. Kỳ họp sẽ thông qua 9 báo cáo và 35 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 10 báo cáo, 4 tờ trình của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 5 báo cáo của các ngành. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét thông qua 42 nghị quyết quan trọng. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là kỳ họp hết sức quan trọng. Vì vậy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ban ngành liên quan, chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng, hoàn thành xong trước ngày 15 tháng 11 để phục vụ việc chuẩn bị tài liệu cho kỳ họp. Nhằm kịp thời nắm tình hình, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri để phản ánh tại kỳ họp cuối năm nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Cụ thể, hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp cuối năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 11, sau kỳ họp từ ngày 12 đến ngày 29 tháng 12. Trước kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, dự kiến chương trình hoạt động năm 2024, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thông báo với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2023, báo cáo tình hình trả lời, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Sau kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân tỉnh,
phổ biến tuyên truyền các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp cuối năm, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân và giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh huyện lần thứ tư. Đây là cơ hội để các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác chất vấn và giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân, từ đó nâng cao hiệu quả vai trò của Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh huyện. Phần lớn thời gian hội nghị dành cho các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp thảo luận, đặc biệt là các kinh nghiệm giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại kỳ họp và giải trình tại phiên họp của Thường trực. Đây là quyền giám sát quan trọng của các vị đại biểu dân cử và Thường trực Hội đồng Nhân dân. Qua hoạt động chất vấn, giải trình, sẽ thấy rõ trách nhiệm của từng tập thể cá nhân, từ đó kịp thời đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế vướng mắc trong việc thực thi pháp luật, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Nắm bắt các thông tin cũng như là tìm hiểu các văn bản pháp luật quy định liên quan để đưa vào cái hoạt động chất vấn và chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân để yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan trực tiếp trả lời và phải bám sát vào cái vấn đề chất vấn đó để theo tới cùng vấn đề cơ quan chuyên môn người ta trả lời đã đúng hay chưa và có thực hiện theo lời hứa hay không. Cũng theo các đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì sau hoạt động giải trình, những nội dung, vấn đề cử tri quan tâm, đại biểu chất vấn sẽ được chính quyền, các sở ngành liên quan triển khai một cách quyết liệt hơn. Các nội dung được lựa chọn sau giải trình đều có chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào việc tháo gỡ khó khăn trong quản lý điều hành của chính quyền địa phương. Các cái nội dung mà được các ngành giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện thì đã được Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn. Và đến thời điểm hiện tại thì các cái nội dung giải trình tại các phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện cũng đã được giải quyết dứt điểm. Cử tri và nhân dân cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Và chúng tôi thấy rằng là hoạt động giải trình cũng cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa trong thời gian tới. Một yêu cầu quan trọng để nâng cao hoạt động chất vấn tại kỳ họp và giải trình tại phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân, đó là Hội đồng Nhân dân các cấp cần nâng cao nhận thức và tăng cường trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân về hoạt động chất vấn, giải trình. Lựa chọn các câu hỏi chất vấn, giải trình có chất lượng, đúng trúng các vấn đề bức xúc, những tồn tại bất cập được cử tri quan tâm. Đối với đại biểu Hội đồng Dân thì thể hiện rõ cái vai trò trách nhiệm của mình, nắm sâu, nắm đầy đủ tất cả những cái vấn đề khi mà chúng ta tổ chức chất vấn để hỏi được và yêu cầu được cái giải trình và giải trình cũng như là cái trả lời chất vấn ấy nó phải là đầy đủ và đến nơi đến chốn của các cái thành viên Ủy ban dân cũng như là các cái giám đốc các sở ngành trong khi thực hiện cái đấy để cho đảm bảo được. Thì tôi nghĩ đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, thì cái dành cái thời gian để cái nội dung trong cái chất vấn của mỗi cái kỳ họp ấy cũng rất là quan trọng. Cái kỳ họp Hội đồng Dân, cái phiên họp Hội đồng Dân. Các đại biểu cũng thống nhất sau chất vấn giải trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân cần phân công các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện nghị quyết về nội dung chất vấn giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, từ đó giúp các ý kiến kiến nghị được giải quyết dứt điểm, tạo được niềm tin của cử tri với Hội đồng Nhân dân các cấp. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng để ban kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng quản lý tài nguyên đất. Qua giám sát tại thành phố Lào Cai, thị xã Sapa, huyện Bát Sát và một số sở ngành cho thấy, khó khăn lớn nhất là do trước đây việc giao đất cho các tổ chức sử dụng chỉ giao trên quyết định, không có bản đồ, sổ mục kê, bảng kê. Do đó xảy ra tình trạng chồng chéo trên đất của các hộ gia đình cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã canh tác sử dụng ổn định lâu dài. Ngoài ra, một bộ phận nhân dân chưa có ý thức chấp hành pháp luật về lâm nghiệp dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý. Trước đây thì nó chưa được giao nó rõ ràng cụ thể,
Cho nên là cái việc quản lý đất của các tổ chức và của các cái hộ gia đình cá nhân là đương bị chồng chéo với lý do là đối với các cái tổ chức thì chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ gia đình trên địa bàn huyện thì hiện nay là người ta đã sử dụng cái đất lâu thì và đã được một số hộ gia đình đã được ủy ban huyện cấp cái giấy chứng nhận cho người ta. Cho nên cái việc sử dụng nó đương bị chồng chéo rất là nhiều. Đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 18 tổ chức chưa được giao quản lý sử dụng 231.924 ha đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh. Tuy nhiên vẫn còn 11 đơn vị có diện tích đất bị lấn chiếm, trồng lấn 31.585,8 ha. Vườn Giao Hồng Niên đã tham mưu triển khai thực hiện dự án đo đạc, rà soát ranh giới, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với giao rừng. Từ đó triển khai đóng các cọc mốc để xác định ranh giới của khu rừng đặc dụng với các loại đất khác, vận động nhân dân để chấp hành chính sách bảo vệ rừng, thực hiện đảm bảo pháp luật lâm nghiệp. Trong hoạt động giám sát lần này, Ban Kinh tế Ngân sách đã thực hiện giám sát qua báo cáo của tất cả các cơ quan đơn vị thuộc đối tượng giám sát, làm việc trực tiếp với huyện Bát Sát, thị xã Sapa, thành phố Lào Cai và các đơn vị liên quan. Qua đó cho thấy việc triển khai đề án vẫn đang còn nhiều tồn tại hạn chế, đặc biệt là lúng túng trong việc lập, trình phê duyệt dự án theo quy định của luật đầu tư công. Việc giao đất trước đây không có sơ đồ, bản đồ có tọa độ, ranh giới, diện tích sử dụng đất không được xác định trên thực địa, dẫn đến diện tích đất được giao và diện tích đất thực quản lý có sự sai lệch. Cái diện tích đất trồng lấn giữa các tổ chức với các hộ gia đình cá nhân rất là lớn. Thế và phải khẳng định luôn là cái trách nhiệm mà để xảy ra cái tình trạng đất trồng lấn này là thuộc các tổ chức. Bởi vì cái đất mà đã được giao cho các tổ chức rồi nhưng ngay từ khi nhận thì các tổ chức đã không rà soát kỹ để nhận cái diện tích mà thực tế là các hộ dân người ta đang quản lý sử dụng. Bây giờ thì bắt buộc là phải tháo gỡ, phải rà soát. Thế và phải phân định được rạch ròi. Nếu như mà các hộ dân đã sử dụng ổn định lâu dài từ trước khi đất giao cho các tổ chức thì phải điều chỉnh lại cái diện tích đã giao. Để cho các tổ chức đó sẽ bàn giao cái đất đó cho địa phương và các địa phương sẽ giao cho các hộ gia đình cá nhân sử dụng. Thế còn nếu như mà những cái diện tích nào mà dân lấn chiếm và thực sự là phải để cho các tổ chức quản lý mới đảm bảo theo cái quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, sử dụng rừng thì cũng phải thuyết phục để cho các hộ dân trả lại cho các tổ chức. Trên cơ sở kết quả của hoạt động giám sát, Ban Kinh tế Ngân sách sẽ kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành vào cuộc tháo gỡ khó khăn trong triển khai đề án, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nghị quyết đã được thông qua tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết số 26 về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2024. Trong đó, nội dung giám sát chuyên đề năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm hai nội dung. Giám sát chuyên đề về việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 10 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Giám sát chuyên đề việc chấp hành chính sách pháp luật về đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai, báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024. Ngoài ra, thống nhất nhiều nội dung giám sát tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân trong năm 2024. Tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đã thông qua nghị quyết số 34 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Điều 1. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với 4,5 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện 3 dự án tại huyện Bảo Yên và huyện Bát Sát. Trong đó gồm dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dời dân cư khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét tại khu vực Bản Qua, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và dự án đường kết nối xã Quang Kim, huyện Bát Sát với xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Điều 2. Ủy ban Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát,
việc thực hiện nghị quyết. Chuyên mục đại biểu nhân dân kỳ này đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau.